nghĩa là thấy khách phục vụ nhiệt tình rồi đến lắp đặt tận nơi, lại thấy âm thanh chất lượng nó cũng được, định mua từ năm ngoái thôi nhưng mà cuối cùng là cứ lừng dừng lại không mua được, không bỏ từ năm nay rồi. Trời. Rồi xin chào các bác và anh em. Trong buổi chiều nay thì anh em chúng ta yên dụng Bắc Giang. Nhà của anh Chính sẽ lắp bộ dàn âm thanh cho gia đình nhà anh Chính nha các bác nha. Đây là ngõ vào nhà anh đây rồi. Xe anh Tuấn Hùng đang lùi vào. Sau trong này các bác cùng theo dõi anh em chúng em sẽ lắp bộ dàn. Rồi bây giờ anh em chúng em sẽ vận chuyển vào hàng vào trong nhà anh Chính. Đây đây chúng ta cùng vào setup bộ âm thanh cho anh Chính nha các bác nha. Bên này đây không gian trước nhà vào trong nha các bác nha. Sao ba đấy, nhà anh trước đây đã chơi một đôi BMW rồi, để bỏ sẵn ra ngoài thay bộ dàn âm thanh mới. Các bác cùng chờ đón anh em chúng em vào setup bộ dàn nhà anh Chính nha. May mà cô ta đã được người cầm đầu đưa về nuôi dưỡng và nuôi lớn cô ấy đến tận bây giờ. Win nghe xong thì ngây cả người. Tôi đã phải lòng một người lớn tuổi sao? Câu nói này khiến Hoa Khôi rất tức giận. Cô ta liền đánh bay Win ra xa. Tuy nhiên, Win vẫn là bất khả chiến bại trong trận chiến. Win liền đẩy ngã Hoa Khôi lần. Rồi nhau vào nhà anh em chúng em đã setup xong bộ dàn karaoke cho anh Chính gồm một đôi loa B12 X22, MIC321 Pro và một sub monitor. Mời các bác cùng thưởng thức setup của bộ dàn karaoke nhà anh Chính nhé. 5 sổ bầy thôi toang rồi, sợi dây chuyền đó chính là điều khiển từ xa của tàu vũ trụ. Giờ là mất nó rồi thì VK chỉ đánh lưu lạc ở trái đất thôi. Vậy thì nhét nó vào một lúc đầu thôi. Nhận thấy ông chú này không chịu tha cho mình. Con đi sang điều khiển khác được đâu nào? Khi chạy đến mạng, nó không biết đâu. May mắn thay, người lái xe là một cái người lái xe. Nếu một cái bóng nó lặng rồi. Baby, you give me ice and fire. You give
con chim quý phải ở đầu son, anh không tránh thì là em đôi mà em ơi anh đi tránh em, tránh em sao em không nói thật lòng mình, sao em gian dối để làm gì. Lừng lại không mua được, không mua của tôi năm nay rồi. Chờ